Rồi triết. Rồi triết để chân tương đối kính ha. Triết làm việc của mình cũng khá là nhiều. Tuy nhiên còn một đoạn hở nè. Để là phải kính nữa. Đoạn này phải full full tay vai ra ngoài. Em nó bị cái là đẩy thẳng người lên phía trên không à. Người nó ngắn thì có thể là em nó sẽ đẩy như vậy nó thuận lợi hơn. Tuy nhiên nếu là mình sẽ bắt em nó đẩy ra ngoài thêm một chút xíu nữa. Tay thẳng ra nữa thì mới có nhiều lợi thế trong khúc cua này. Rồi mông đẩy ra ngoài tí nữa mới ổn được. Ôi cái body này sai chất lắc luôn. Nhìn bên đây thấy khác rồi nè. Thôi không bình luận nhiều. Rồi thiện duy đường thẳng lớp gió tốt. Đây. Kính ha. Khá tốt. Rồi nam lớp gió tốt, triệt lớp gió tốt nhưng mà đầu gối à sai rồi, phải đầu gối xếp vào xong rồi tay mới xếp ngoài đầu gối chứ, mà tay xếp vào đầu gối bung ra vậy là gió nó bạc vào hai cái chân phía dưới và hai chân cho ống giày á, nên không tối ưu ha. Mặc dù đầu thì chuẩn nhưng mà cái chân thế này không đúng. Rồi không đúng luôn. Đây hai bạn này núp gió tốt ha, rất tốt, nhưng mà không biết cái đầu gối của Triết thì thế nào. Triết thì nhẹ cân hơn đó cho nên là khả năng sẽ ăn được bạn 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 Nam nè. Nam ngồi lên hẳn cái phần tay dắt luôn nè, cái lỗ đó là chỗ bắt tay dắt đó, nhưng mà mọi người đã tháo tay dắt ra rồi thì đúng là cái mông phải nằm ở đó, rất là đẹp ha. Một pha cạnh tranh về đích nè. Thôi anh trai này thì như vậy sẽ không không có tối ưu rồi, cản gió nhiều lắm. Ở như vậy nè, đây một vài tình huống mình sẽ nằm như thế này. Tuy nhiên nằm như thế này các bạn biết gì không, cái phần gù phía trên và cái phần dưới cổ mình á, cái phần áo á, nó sẽ bọc gió, mặc dù biết là đầu mình không cản gió nhưng mà nó sẽ bọc gió vào phần lưng của mình, thì chưa chắc như thế này sẽ tốt đâu. Nhiều khi cái nón bảo hiểm của mình nó cắt gió tốt á, các bạn đưa đầu lên nó sẽ đi theo cái dòng khí động học tốt hơn là đưa đầu xuống thế này, tại vì cái gù ở trên cái áo mình á, thì nó không có thiết kế bo tròn cho nên là gió nó khó cắt xẻ qua lắm. Như thế này thì có vẻ ổn hơn nè. Độ cao thì cũng ngang nhau, độ cao của lưng thì cũng ngang nhau, cái cục gù á, cái cục gù nhô lên nè, nó cũng ngang nhau chứ không có thấp hơn đâu. Nhưng mà bên đây thì nó có một cái phần nối liền giữa cái phần đầu xe và phần cục gù đó là thông qua cái nón, thì nó sẽ tạo một cái dòng khí động học tốt hơn. Khi mà đường thẳng thì một vài người sẽ check thế này, một vài người sẽ đứng lên nhìn qua háng ha, tùy theo cái chiến thuật thế nào. Nhưng mà như vậy có thể bị penalty đó, có thể thôi nếu hành động nó nguy hiểm. Rồi núp gió, núp núp xuống dưới luôn cũng là một cách. Rồi về Triết thì Triết để chân khá là đúng nè, tại vì chân ngắn cho nên là cái tay nó cũng khép chặt vào bên trong khá là ok ha. Mình không làm được kiểu này tại vì chân mình dài lắm, chân mình dài nó đội ra bên ngoài, nó đẩy cái tay mình ra ngoài, cho nên là mình so với bạn này thì mình sẽ mất nhiều diện tích hơn, nhưng mà mình phải bù lại bằng những cái khác thì cũng là một cái để mình cân bằng rồi. Rồi trong cua xuân nè, anh Triết nè, vai khá đúng ha, so với xuân thì vai anh Triết nhiều hơn, cùng một góc nhìn nè, vai nhiều hơn, cùng là góc 10 giờ 30 mà anh Triết cũng nhiều vai hơn, sẽ đứng hơn, khả năng là anh Tiết có nhiều đồ bám hơn. Rồi bác Nghĩa thì cũng thiếu vai luôn, không biết thầy thợ nào dạy mà kỳ vậy. Rồi đầu gối hở thân xe luôn, cũng idol lớn lắm đó nhưng mà idol dạy sai rồi, kiểm tra lại ha. Body của Triết này chân đẩy khá kính ha. Anh đồ ở là hắn anh đồ ở vậy mới chuẩn bây giờ. Rồi video đã khá dài rồi, mình xin phép được dừng video tại đây và hẹn mọi người trong cái video phân tích tiếp theo. Lê Thành Nhân và Học viện Cua xin chào và hẹn gặp lại. Mọi thắc mắc anh chị vui lòng gọi điện thoại trực tiếp qua số hotline hoặc nhắn tin qua fanpage Học viện Cua, mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.